Tiên tập viên Mỹ Linh kính mời quý vị và các bạn xem bản tin Tập Cận Bình sẽ đạt được gì trong chuyến thăm Việt Nam. Ngày 11 tháng 12, blog Lê Quốc Quân trên Hoa Tiếng Việt có bài bình luận Tập Cận Bình muốn gì và sẽ được gì trong chuyến thăm Việt Nam. Theo tác giả, Trung Quốc đang tận dụng vị thế cường quốc của mình để gây sức ép rất lớn lên hệ thống chính trị Việt Nam. Đặc biệt trong chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Tập Cận Bình lần này về kinh tế Trung Quốc đang là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam với nhập khẩu hàng đầu và xuất khẩu đứng hàng thứ hai. Tác giả đề cập đến việc tuyến đường sắt từ Côn Minh, Trung Quốc, đến Hải Phòng, Việt Nam sẽ được nâng cấp, đi qua huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, nơi có mỏ đất hiếm đông bao với trữ lượng lớn nhất của Việt Nam. Đây là kết quả của Ngoại trưởng Vương Nghị trong chuyến đi tiền trạm chỉ mới cách đây một tuần, bài bình luận trên blog Lê Quốc Quân Voa. Tác giả đánh giá, quan trọng nhất là câu chuyện chính trị, với khái niệm cộng đồng chung vận mệnh mặc dù đây chỉ là một khái niệm chung chung chưa rõ nội hàm nhưng đã thu hút được nhiều quốc gia trong khu vực tham gia và việt nam một mục tiêu tối hậu cần thu phục trong chuyến đi này của ông tập tác giả nhận xét việt nam đang nỗ lực kháng cự lại một cách khôn ngoan những ảnh hưởng đến từ trung quốc nhưng họ phải thừa nhận sẽ vô cùng bất lợi nếu như không làm vừa lòng người anh khổng lồ đến từ phương bắc tác giả nhắc đến một audio do thứ trưởng hà kim ngọc phát biểu tại câu lạc bộ thăng long đề cập đến ba vấn đề an ninh quan trọng của việt nam thứ nhất an ninh của đảng và chế độ, thứ hai, an ninh chủ quyền lãnh thổ quốc gia và thứ ba, an ninh nội bộ trong nước. Theo đó, đầu tiên và quan trọng nhất vẫn là đảm bảo sự lãnh đạo của đảng và an toàn của chế độ, điều mà người anh cả Trung Quốc luôn ủng hộ, dù họ cũng là kẻ thù tiềm tàng nguy hiểm nhất cho mức an ninh thứ hai là chủ quyền quốc gia. Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Trung luôn tăng trưởng trong những năm gần đây tác giả đề cập đến 16 chữ vàng do hai tổng bí thư Giang Trạch Dân và Lê Khả Phiêu tuyên bố vào năm 1999. Theo đó, sơn thủy tương liên, lý tưởng tương thông, văn hóa tương đồng, vận mệnh tương quan cũng là chung vận mệnh, ít nhất là giữa hai đảng Cộng sản và hai chế độ độc tài toàn trị, cùng đi theo mô hình xã hội chủ nghĩa và lý tưởng Mark Lenin. Đó là bản chất và chưa từng, cũng như sẽ không thay đổi. Tác giả dẫn phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ rằng, Chuyến thăm của ông Tập sẽ mang đến định vị mới và tầm mức mới của quan hệ song phương. Thực sự chưa biết ngôn ngữ diễn đạt sẽ như thế nào, nhưng chắc chắn nội hàm về một vận mệnh chung giữa hai đảng cộng sản sẽ được khẳng định. Ông Vũ khẳng định một lượng lớn văn kiện trên nhiều lĩnh vực có thể sẽ được ký, tạo cơ sở quan trọng để các cơ quan, địa phương, người dân và doanh nghiệp triển khai hợp tác hiệu quả. Điều này có thể hiểu là từ lĩnh vực giáo dục tiếng Trung ở cấp 1 đến đào tạo cán bộ nguồn chuyên trách chính trị ở cấp huyện sẽ được cam kết triển khai sâu rộng phát biểu của thứ trưởng ngoại giao nguyễn minh vũ tác giả cho rằng chuyến thăm sẽ kết thúc tốt đẹp một văn bản hợp tác với tầm vóc lịch sử sẽ ra đời nhưng việt nam cũng cảnh giác cao độ họ sẽ theo trung quốc để diễn đạt một thứ ngôn ngữ làm hài lòng lãnh đạo và không xúc phạm tâm lý của nhân dân đồng thời có thể thòng những câu những tính từ phi định lượng hoặc chủ từ không có tính xác quyết tác giả bình luận ông tập đến hà nội giới thiệu bước về một phe để đối đầu với phương tây bằng những ngôn từ vô cùng đẹp đẽ và hợp thời. Thế nhưng, sách trắng quốc phòng Việt Nam đã công bố 4 không, và cũng đã có hàng ngàn năm kinh nghiệm trả giá bằng máu của tiền nhân. Đặc biệt, kỹ xảo ngôn ngữ của Việt Nam cũng ở bậc thượng thừa, cho nên, sẽ có một tuyên bố mà các bên đều có thể mỉm cười, cùng ghi điểm, củng cố cho sự chính danh và mức độ tín nhiệm của lãnh đạo. Nhưng cũng dễ dàng quên đi khi cần thiết, đó là thứ ông Tập có được khi ra về trước khi khép lại một năm ngoại giao vô cùng sôi động của Việt Nam với các nước lớn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của thời báo.de với bản tin, tập cận bình sẽ đạt được gì trong chuyến thăm Việt Nam? Vì sao bộ công an xử lý Trần Quý Thanh Tân Hiệp Phát lúc này, liên quan gì đến tổng bí thư? Chuyện ông Trần Quý Thanh, chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát cùng hai cô con gái Trần Nguyên Phương và Trần Ngọc Bích bị Bộ Công an cáo buộc chiếm đoạt 767 tỷ đồng mới đây là một ví dụ điển hình cho câu tục ngữ gieo gió ắt gặp bão. Báo Việt Nam Net ngày 24 tháng 11 đưa tin với tiêu đề đề nghị truy tố ông Trần Quý Thanh và hai con gái chiếm đoạt tài sản 767 tỷ đồng. Bản tin cho biết, ba cha con ông Trần Quý Thanh đã cho một số doanh nghiệp, cá nhân vay tiền, nhưng không ký hợp đồng cầm cố tài sản, mà buộc ký hợp đồng giả chuyển nhượng, rồi chiếm đoạt tài sản của đối tác. Theo cơ quan công an, số tiền mà ba cha con ông Thanh chiếm đoạt của khách hàng có tổng giá trị lên tới 767 tỷ đồng. Ông Trần Quý Thanh và tập đoàn Tân Hiệp Phát từng nổi danh với vụ bê bối liên quan đến vụ án con ruồi nằm trong chai nước ngọt của Tân Hiệp Phát hồi năm 2015. Người tố cáo là ông Võ Văn Minh, một người bán nước giải khát tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đề nghị truy tố ông Trần Quý Thanh và hai con gái vì chiếm đoạt tài sản 767 tỷ đồng. Vụ việc có thể tóm tắt như sau. Ngày 3 tháng 12 năm 2014, ông Võ Văn Minh khi bán quán ăn đã phát hiện có con ruồi trong một chai number 1, sản phẩm của công ty Tân Hiệp Phát. Ông Minh đã gọi điện cho công ty Tân Hiệp Phát và yêu cầu công ty này đưa cho ông Minh một tỷ đồng để đổi lấy chai number 1 chứa ruồi. Đồng thời ông Minh cam kết rằng không thiếu kiện và giữ bí mật thông tin. Sau đó, Tân Hiệp Phát đã ba lần cử nhân viên đến gặp ông Minh để thương lượng. Công ty này nói rằng họ không giải quyết bằng tiền đối với sản phẩm lỗi và đề xuất tặng ông Minh một số sản phẩm nước giải khát của Tân Hiệp Phát và xin nhận lại chai number một chứa ruồi. Nhưng ông Minh không đồng ý, vẫn yêu cầu Tân Hiệp Phát giao tiền, nhưng giảm số tiền từ 1 tỷ đồng xuống 600 triệu đồng và cuối cùng chốt lại là 500 triệu đồng. Ngày 23 tháng 1 năm 2015, Tân Hiệp Phát đã tố cáo ông Minh với công an Tiền Giang. Nhưng vẫn hẹn ông Minh đến nhận tiền. Ngày 27 tháng 1 năm 2015, Tân Hiệp Phát hẹn giao 500 triệu đồng cho ông Minh, nhằm đưa ông Minh vào bẫy do công an răng sắn. Khi ông Minh đang nhận số tiền do người của công ty này trao, thì bị công an tỉnh Tiền Giang mật phục và bắt quả tang. Đến ngày 18 tháng 12 năm 2015, Tòa án tỉnh Tiền Giang đã kết án ông Võ Văn Minh 7 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản, theo Điều 135. Bộ luật hình sự, dư luận xã hội thời điểm đó hết sức phẫn nộ khi cho rằng Tân Hiệp Phát đã sử dụng mưu mô đưa khách hàng sập bẫy, vừa khỏi bị mất tiền đền bù, đồng thời đẩy khách hàng vào tù một cách vô lương tâm. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi đến thăm nhà máy nước giải khát của Tân Hiệp Phát vào tháng 8 năm 2014. Điều đáng lưu ý là Tính từ 2009 về sau, đã có hàng chục sự cố liên quan đến sản phẩm nước giải khát của công ty Tân Hiệp Phát. Sản phẩm của Tân Hiệp Phát nhiều lần bị tố không bảo đảm vệ sinh, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng như chứa ruồi hoặc các dị vật khác, vân vân. Với bất kỳ sự cố nào, Tân Hiệp Phát cũng báo công an để bắt người đòi tiền chuộc sản phẩm không đảm bảo vệ sinh của công ty này. Những nạn nhân khác rồi cũng bị kết án tù về cùng tội cưỡng đoạt tài sản như ông Võ Văn Minh. Tục ngữ Việt Nam có câu: gieo gió tất gặt bão, được cho là lời dân dạy cho những ai muốn hại người để cầu lợi ích thì sẽ gặp tai họa là điều không tránh khỏi. Mới nhất, theo kết luận điều tra của Bộ Công an, ông Trần Quý Thanh đã lợi dụng quy định về cho vay để cho vay lấy lãi cao. Dù là cho vay tiền, nhưng ông Trần Quý Thanh đã không làm hợp đồng vay tiền có cầm cố tài sản, mà buộc bên đi vay phải làm hợp đồng chuyển nhượng dự án, cổ phần trong dự án với mục đích cưỡng đoạt tài sản của khách hàng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố đối với ông Trần Quý Thanh, 70 tuổi, và hai con gái, về tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo khoản 4. Điều 175 Bộ Luật Hình sự năm 2015 Ông Trần Quý Thanh cùng hai con gái Trần Uyên Phương, bên trái, và Trần Ngọc Bích. Giới thạo tin tiết lộ, có nhiều bằng chứng để khẳng định, ông Trần Quý Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát, có mối quan hệ đặc biệt với ông Hồ Mẫu Ngoạt, Trợ lý của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo Vietnamnet, ngày 4 tháng 8 năm 2014 đưa tin, ngày 2 tháng 8 năm 2014, tại tỉnh Hà Nam, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm nhà máy Number 1 Hà Nam và nhấn nút khởi động dây chuyền sản xuất của nhà máy. Việc này có tác động của ông Hồ Mẫu Ngoạt theo đề nghị của ông Trần Quý Thanh. Dư luận xã hội thấy rằng, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam vốn trăm công ngàn việc, lý do gì mà lại dành sự ưu ái đặc biệt cho Tân Hiệp Phát bất thường như thế? Và điều vừa kể có liên quan gì tới việc Tân Hiệp Phát có các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức kinh doanh hay không? Thành ngữ đi qua ruộng dưa thì đừng sửa dây dày, không hiểu tổng trọng sao không biết để tránh. Để rồi lại được mang danh chống lưng cho đại gia đầy tai tiếng Trần Quý Thanh của Tân Hiệp Phát thì cũng không oan đâu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của thời báo.de với bản tin Vì sao Bộ Công an xử lý Trần Quý Thanh Tân Hiệp Phát lúc này? Liên quan gì đến Tổng Bí thư? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để mọi người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký nhận tin trên kênh YouTube và Facebook của thời báo.de để nhận được những bản tin sớm nhất và trung thực nhất. Biên tập viên Thu Phương vừa thực hiện bài bình luận với công nghệ AI, thời báo.de, Berlin xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin lần tới